Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros nêu rõ RTS và S là loại vaccine đầu tiên phòng sốt rét. Ông nhấn mạnh sốt rét vẫn là một trong những bệnh gây tử vong nhiều nhất tại châu Phi. Mỗi năm có gần 500.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại châu lục này tử vong do sốt rét. Đây là thông tin rất tích cực cho phép tiếp tục phân bổ vaccine. Chúng tôi có hơn 4,5 triệu liều vaccine đã được triển khai ở 3 quốc gia, tiêm chủng cho khoảng 1,5 triệu trẻ em. Đợt tới sẽ có thêm hàng triệu trẻ em được tiêm chủng. Bà Catherine O'Brien cảnh báo, mặc dù có công cụ mới này, nhưng điều quan trọng cần nhớ là gần như cứ mỗi một phút là có một trẻ em tử vong vì sốt rét. Theo các nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng số lượng muỗi mang mầm bệnh giống sốt rét.